Câu chuyện ngày hôm nay Tân mang đến cho tất cả các bạn đó là Tân sẽ review một chiếc xe tải. Chiếc xe tải này là một con xe tải rất là đặc biệt, Tân vừa mới ship về. Các bạn thấy nó rất là dài không ạ? Rất là dài và rất là to. Các bạn cùng xem Tân review chiếc xe này nhé. Con dê đi trên đê đang lúc lắc ngúng quẩy, bóng từ đâu ló ra bên kia có con bê. Hai con dê qua bên kia xem con bê đi đâu đây, tao vừa mới trốn ra trong quán nhậu món bê. Hai con dê lăn quay ra pha lên cười đắc chí, do thịt chú ngon vậy họ mới làm mồi. Xa xa kia bông ông chủ của quán nhậu đã nhìn thấy, ông vội tóm đôi dê về làm món dê thui, chỉ mình con bê thoát. Thank you.